Trần Bá Di, thiếu tướng chỉ huy trưởng. Bây giờ mà đề nghị các đồng chí cán bộ ngoại ngữ đấy, các đồng chí hay giáo viên cho cái này đây bằng cái gì là chỉ làm việc, tức là trong các bạn đi tập trung trong độ 10 phút thôi. Thế sau đó thì hai anh em cũng lên bàn để đi làm cái số. Vàng sao xiên khắp nơi mình.